Rồi, xin chào anh chị các bạn ha. Hôm nay mình thanh lý đồ cho trong kho các bạn. Đổ ra bao bao để soạn từ từ nha, trong nguyên kho đây nè. Nói chung là nó ẩm thấp lắm. Không có điều kiện để nâng nền. Nguyên cái đống vỏ pin này nè. Những cái này là hầm bà lăng nè. Makita 18V nè các bạn, niken nha. Còn này 14V niken, 14V niken. Hai cái dòng inox theo máy. Không gian nó hơi xấu á. Vỏ pin này, vỏ pin gì không biết, soi sơ qua cho các bạn coi thôi, vỏ pin Hitachi niken. Mấy cái đầu này nè, có tận dụng nhưng được mấy cái đầu này nha. Đây nè, hai cái nè. Này niken 18V niken nè, Hitachi luôn nè. Còn cái này là của Ojito gì nữa các bạn. Mấy cái này coi như không tính nha. Đây là Hilti 36V niken nha, các bạn coi kỹ nha. Những cái vỏ này nè, còn sale này chắc phải bỏ ra nặng lắm. Cái này Lion Hitachi 18V pin cắm á, mà nó hư rồi, nó bể rồi, nó còn cái mạch trong này thôi. Đó. Vỏ boss 12V. Cái này xài được nữa bạn. Còn cái này các bạn nào có máy xài. Còn cái này vỏ nè. Vỏ này Matech. Matech 18V Lion á, cái loại mỏng nha, pin mỏng nha các bạn. Máy các bạn gì chú ý chân nè, nó khác Makita kia nha. Rồi cái vỏ Ryobi luôn. Cái vỏ Ryobi này thì mình không biết còn xài được hay không. Không có sale trong này. Cái vỏ này là máy của Đài Loan nè đó. Giống giống Nati vậy nhưng mà không phải nha. Hai cái vỏ lá đất cơ hư pin nè. Còn cái vỏ mà có sale trong này nhưng mà nó hư rồi. Rồi cái đống này. Đống này 200 nha các bạn. Không bao gồm phí ship nha. Ai muốn gửi Phương Trang thì chuyển thêm phí mình gửi. Đó, chừng 50.000 à. Còn gửi Viettel thì các bạn tự nhận, các bạn trả ship. Đống vỏ pin nó 200. Rồi tới theo là đống sạc đây. Cái này còn lên nguồn nè, sạc Ryobi 36V nè, hàng Úc nè. Điện 220 nè, còn lên nè. Asami nữa bạn, Asami Hàn Quốc nè, hàng bãi lâu lâu có về nha. Thì ai cần cái sạc này thì ấy. Đó, mình soi các bạn bấm dừng lại các bạn xem nha, mình quay nhanh. À, clip này mình chỉ bán cái này nhanh thôi. Thì cái còn những cái này niken chắc còn sống nè, niken mình không biết. Nguyên cái đống này là coi như là nguyên cái đống này còn lại nè. Đó, sạc Ryobi 18 nè, coi như hư hết luôn nha. Ryobi 18 nè. Đó, 18 Lion cái này chắc ngập nước luôn. Còn cái này Panasonic nè, trước mua lại của người ta đầu 200.000 luôn mà người ta dọc rồi hư rồi. Có dọc luôn trong này nha, mình cũng không có nghiên cứu để nguyên vậy. Còn mấy cái này cái sạc xe đạp điện vậy nè. Có ứng dụng gì được rồi, các bạn ứng dụng làm. Rồi nguyên đống này nha. 300. Đó, nguyên đống sạc mình quay sao mình bán vậy nha, bán trong phạm vi này thôi đó. 300.000. Cái này nãy nói 200 này đã 200 ha. Rồi tiếp theo nữa. Có anh em nào có làm có tiệm buôn bán á, như là đồ cơ khí hay là ổ khóa là đồ linh tinh điện nước, các bạn lấy cái này về bán được. Là cái dòng khóa số cái này khóa chìa các bạn ơi, khóa xe đạp á. Rồi mấy khóa tủ nè nha. Khóa tủ này cho mấy bạn bán. Bạn nào mua cái này nhìn cái này chắc biết rồi. Khóa học tủ á, học tủ thường thôi nha các bạn. Nó là vậy nè, cái học tủ phải không? Hai ba loại nè, ở đây nữa nè. Cái này giá bán lẻ cũng rẻ các bạn, như cái này là bán rẻ là 30.000 nè. Cái này bán lẻ 20.000 nè. Cái này khóa tủ kiến nè. Đó, nó còn hợp vậy, số lượng cũng biết nha. À, đây còn cái khóa tròn nữa nè. Nó có nhiêu đây thôi. Bán hết. 50 hết. Hết đống này là 250 nha các bạn. Nè, khóa này cũng rẻ lắm. Mình bán lẻ ra tầm 40-50 gì để coi. Giá cũ hồi trước bán nè, hồi tới 7 mấy ngàn như vậy. Cái này lớn.
À, giá nó rẻ thôi, mình tính bình quân 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 cái à. 90. 4 6 8 10 12 201. 201 với cái này 100 nữa là 300. Cái này hai cái chốt an toàn nè các bạn. Vậy là tổng là 300 các bạn. 300, ai lấy cái đóng inox bát cửa này mình lấy luôn. Nè mấy cái bát để gắn khóa tay gạt đó các bạn. Tùm lum lỗi nha, cái này inox nó nặng lắm ạ. Nhiêu đây thôi chứ cũng nè, khoáng khóa tròn thì mình xài này nè. Mười mấy ngàn cặp á. Giờ nó nằm trong đây này nặng nha. Rồi hết cái này 300 ngàn. À, mấy cái này thì mình về các bạn bán 20 ngàn cái, rồi nãy mình tính có 10 ngàn à. 20 ngàn dây, không biết có cái nào mất chìa không, còn đủ nha. Rồi mấy cái này thì mấy ngàn cái, còn cái khóa này thì nhiều á, khóa đó bán mình bán lẻ như tới 100 mấy 170 lần hồi trước bán. Cửa hàng này đồ Việt Nam nha các bạn, cái ổ khóa là đồ Việt Nam nha. Còn này mình bán lẻ là 15 ngàn cái nè. Ở trong này nó có 2, 4, 6, 8 ổ luôn. Nói chung là ai có cửa hàng thì bán thôi, chứ còn này thì hoặc là làm nghề á, ráp tủ đâu cho người ta bán, chứ còn bán lẻ. Còn các bạn không, nếu không đi thì mình chấp nhận thôi bạn. Chấp nhận cho lên dây chai hết. Chứ giờ không còn giá nào để bán nữa. À, với một ít bản lề nhôm nữa nè. Cái này chắc cần ký quá. Nhôm 5-7 ký nhôm. Cái bản lề nhôm này thôi chắc để là bán dây chai luôn mà. Còn mình bán vô đây nha. Đó nè. Bạn coi kỹ đi, khỏi thắc mắc quay hay rung nha. Đây mò nè. Mình đã đăng nhiêu mình bán nhiêu à. Không có lấy bớt ra, còn cái bản lề đó mình chưa có bán. Bản lề cửa nhôm đó chắc khó xài. Này 300, cái sạc 300, đóng sạc 300, vỏ pin 250 nha các bạn.